Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn Chu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài Mitsaka Sangaho Toát Yếu Những Hỗn Hợp Pháp, đoạn 1. Mitsaka Sangahe Cha Hề Tu Lô Phô Đô Sô Mô Hô A Lô Phô A Đô Sô A Mô Hô. Trong phần đại cương của những nhân, của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Vô sân và 6. Vô si. Sát ta cha na na ga ni quý tắc cô quý cha rô bì tí sô ma nát sang ê cắt gát ta đô ma nát sang u bấy kha là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu u và bảy xả. Đoà đa sa mắc gan ga ni sam ma đích thi samma sankappo samma vacca samma kammanto samma jivo samma vayamo. Samma sati samma samadhi miccha ditthi miccha sankappo miccha Vayamo Miccha Samadhi. Có 12 chi đạo là: 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định, 9. Tà kiến, 10. Tà tư duy, 11. Tà tinh tấn, 12. Tà định. Dạ, con đã đọc xong. Con Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ, con kính chào thầy kinh mới vừa vào đạo tràng. Dạ, con xin nhường mic cho Tina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp với thầy kinh. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Brahma jaloka thibati saham pati khatan jaliyan thiwaran ayajata santi thasantam parajam khajatika desi tutamang anukam pimang pajang santham mabirin vinayan jakayan suntan japantam abitam majamang akutayantu jatusan jadandang pamputhanayye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời,
nhâm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới phừa ân thổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính lễ sư trí đức công đức kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha. Dạ. Nay chúng ta tiếp tục các pháp phổ học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhammatulaṃ Sassadhammaṃ Anuttamaṃ Abhivādayapāsissa Abhidhammattasanghaṃ. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô thượng giáo pháp cao thượng và chúng con cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vị diệu pháp. Này cũng như thường lệ ha, đọc Bali trước, quý vị đọc được mấy người bây giờ cứ đọc tiếp tục ha, đọc chút xíu ha. Và chúng ta có vài câu đố vui. Rồi nay ai giành được vàng nữa ha. Là sao đọc học tiếp. Rồi mời MC Tài Ba làm việc ha. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào thầy kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Metta cho biết tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn sư Châu Nguyễn cho bài. Con kính cảm ơn sư cho con xin phép được đọc đoạn 2 ạ. Bà quỳ xa tình ri dạ ni chắc khu ri dặn sô tình ri dặn gà nình ri dặn chi quỳnh ri dặn ca dịn ri dặn ít thịnh ri dặn bù ri xin ri dặn chi quỳ tình ri dặn mạ nình ri dặn sụ khinh ri dặn su khin ri yang lúc khin ji yang so mana sin di yang do mana sin di yang up bách khin ji yang sát thình ri yang quý ri yin ji yang san tình ri yang sa ma thìn ri yang bành nền ri yang a nhành nhà tát xà mi tin đi rằng anh nên chỉ rằng anh nhà ta quyền chỉ rằng có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn,
6. Nữ căn. 7. Nam căn. 8. Mạng căn. 9. Tâm căn. 10. Lạc căn. 11. Khổ căn. 12. Hỷ căn. 13. Ưu căn. 14. Xả căn. 15. Tín căn. 16. Tấn căn. 17. Niệm căn. 18. Định căn. 19. Tuệ căn. 20. Vị chi đương chi căn. 21. Dĩ căn, dĩ chi căn. 22. Cụ chi căn. Na wa ba la ni sa tha ba lăng vi di ya ba lăng sa sa ti ba lăng samma thi ba lăng bành nhà ba lăng hi ri ba lăng op tap ba ba lăng a hi ri ka ba lăng a no tap ba lăng. Có 9 lực là tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 ý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô ý lực. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con dâng mic đến người khác ạ. Dạ con kính tri ân thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, cô tư nữ Diệu Pháp, con kính quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Chattaro Adhipati Chanda Adhipati Viriya Adhipati Chitta Adhipati Vimansa Adhipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1. Dục, 2. Cần, 3. Tâm và 4. Thẩm. Chattaro ahara kapalikaro aharo passo dutiyo mano sanje tatna tatiyo vinyanam chattuthang. Có 4 loại vật thực là 1. Đoàn thực, 2. Xúc thực, 3. Tư niệm thực và 4. Thức thực. Indriye supanetha sota patimang maggan na nang ayanya thasani tindriyang arattapaha na nang anya ta vidriyang pachinan ti anyi indriyani ti pachu pawuchan ti chiwi ti triyang charupa rupa và sẽ nát được quyết thần hầu tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hồn đạo tuệ vị tương ưng trí căn, tức giữ lưu đạo trí căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là a la hán quả tuệ, cụ tri căn tức a la hán quả trí. Trong các căn ở giữa dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà, con kính tri ân thầy và con kính mời cô Kim Nhung ạ. Dạ alo ạ. Dạ con kính lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ con kính lễ sư Trí Đức. Dạ con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính lễ thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn và chị Nhất Ta cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc bài đoạn 4 ạ. Bành cha huyền nhà nề su trà nằm gà ni a quy ri dê su ba là ni a hề tu kề su mắc gàn gà ni na lạp phản tít ta tha vi chi kích cha chít tê e các ca ta mắc kiền riya pa la pha hoàng na ga cha ti vi hệ tu ca ti hệ tu ca cha qua nề suề qua gia tha sam pha hoàng a thi ba ti e ko qua la pha ti
các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha cha nàn gà mắc gàn gà na qua qua thu tổ sổ la xin ri ya thầm mà cha ba la thầm mà na huệ ri ta chất ta rồ thi ba ti bút ta ta tha ha ra ti sát ta tha ku sa la di sa ma kin no vut to mi sa ka sang ga ho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hơi nhỏ hơi xích, dạ, để chỉnh lại. Dạ, dạ, xin nghe rõ chưa? Dạ, con xin phép được đọc bài. Misaka Sangaho, tác yếu những hỗn hợp pháp, đoạn 1. Misaka Sangahe, chá hề tú, lô phô, đồ sô, mô hô, á lô phô, á đồ sô, á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân, 1 thái sơ, 5 cáo vô si. Sát ta trà nàn gà ní quý tắc cô quý cha rô pì tí sô má ná sang ê các giá ta đồ má ná sang u bác kha. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đà đá sa mắc gàn gà ní Samma Dithi, Samma Sankappo, Samma Vajja, Samma Kammanto, Samma Jivo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi, Miccha Dithi, Miccha Sankappo, Miccha Vayamo, Miccha Samadhi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ thưa con mời cô Meta và cô Nhung mấy xích đọc tiếp cho hết bài, hết đoạn 4 luôn ạ. Dạ con kính mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, thưa thầy cho con xin được đọc tiếp ạ. Dạ. Chị Châu Nguyễn bút bài cho em đọc đoạn 4 ạ. Dạ. Dạ con. Đoạn 2 ạ. Dạ vâng ạ. Xin được đọc đoạn 2. Dạ. Bà quý xà tình đi già ni chắc khu đi dặn sô tình đi dặn khả ninh đi dặn
chi huynh ri yang ca yin ri yang ít thi ri ri yang buddhist xin ri yang chi huy tin ri yang ma ni ri yang su khi ri yang lu khin ri yang so mana xin ri yang đồ na sa xin ri yang úp bề khin ri yang sát thình ri yang quý ri yin ri yang sát tình ri yang sa mà thình ri yang bành yin ri yang a nhành nhà tát sa mì tình ri yang anh nhìn ri yang ta ta quyền ri yang. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát: 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. Ưu căn, 14. Xả căn, 15. Tín căn, 16. Tấn căn, 17. Niệm căn, 18. Định căn, 19. Tuệ căn, 20. Vị chi, đương chi căn, 21. Dĩ chi căn, 22. Cụ chi căn. Na wa ba, na wa ba la ni sát tha ba lăng vi ri ba quy ri ya ba lăng sát ti ba lăng ma thiết ba lăng bành nhà ba lăng phi ri ba lăng ô tắp ba ba lăng a hi ba ca ba lăng a nốt tắp ba lăng. Có 9 lực: 1. Tín lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tàm lực, 7. Quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Con xin phép dâng bích lên đạo tràng. Dạ alo, alo ạ. Dạ con xin được đọc bài tiếp ạ. Dạ em cảm ơn chị Netta cho biết tín hiệu. Dạ đoạn 3. Chất ta ro athipati chan da thipati viriya thi ba ti chít ta thi ba ti quy mằng xà thi ba ti. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là: 1. Dục, 2. Cần, 3. Tâm và 4. Thẩm. Chất ta ro a ha ra ka ba li ka ro a ha ro pha so nu ti yo ma no san che ta na tati yo win nya năng chát tút thăng. Có 4 loại vật thực là: 1. Đoàn thực, 2. Xúc thực, 3. Tư niệm thực và 4. Thức thực. In ri ye su ba ne tha so ta ba ti mắc ga nya năng a nan nya ta sa mi tin ri yang arahat ta pha lan nhà năng anh nhà ta quyền ri rằng mách chề cha nhà na ni anh nhìn ri nhà ri già ni ti ba vu chẳng ti chỉ quy tình ri dành cha rù ba qua sẽ na du quy thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hoàng đạo tuệ, vị chi đương chi căn, tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ chi căn, tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ chi căn, tức là 6 trí. Căn gồm cả 2, sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính lễ sư Thanh Tâm ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.
Dạ, con xin đọc tiếp theo. Đoạn 4. Bành cha huynh nhà nề su cha nan ga ni a vi ri ye su ba la ni a he tu ke su mắc gan ga ni na la phan ti tat tha vi chi kích cha chích tê ê cắt gá ta mắc gin ri ya ba la pha quăng na gắt cha ti đi hệ tu cá đi hệ tu cá cha quá nét quê quá gia thà sầm phá hoàng a thi ba tí ê cô qua la pha tí các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm, cũng vậy trong nghi tâm nhất là nhất hành. Con xin đọc lại chỗ này. Cũng vậy trong nghi tâm nhất hành không thành hay lực, trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha cha năng ga mắc gan ga na wa wa tu to so la sin ri ya tham ma cha ba la tham ma na we ri ta cha ta ro thi ba ti ut ta ta tha ha ra ti sa ta tha ku sa la i sa ma kinh no vu to mit sa ca sang ga ho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày cùng thế ấy. Có 4 yếu tố ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong bảy phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Con đã đọc xong đoạn 4. Cảm ơn cô Châu Nguyễn một bài. Kính cảm ơn thầy và đạo tràng. Và con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào Đoàn Đàn. Dạ, thưa Thầy, chắc bài đọc đã xong á. Con kính thỉnh Thầy cầm mic để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Sa thú, con kính dâng mic lại cho Thầy ạ. Sao thử. Nha, cái lễ chưa tôi bước tăng trong rơm. Xin chào tất cả quý vị. Rồi, chương trình mình tiếp tục ha. Nha, đến câu hỏi đố vui có thưởng. Rồi, ai tranh thủ dịch giải quán quân hôm nay. Này của mấy ta ráng nha, ráng dịch giải quán quân nha. Kì rồi, ai ta, kì rồi, ai dịch giải quán quân cho quý vị. Thắp luôn lò cai hả? Chà, giỏi, kìa là giỏi lắm mà. Rồi, câu số 1. Câu số 1. Thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện? Thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện? Rồi, câu dễ, ui ha,
Rồi, quý vị tranh thủ lên lấy 10 điểm nha. Rồi, xin mời sư Phong nha, cho Nguyễn lên làm MC đi. Dạ thưa thầy, cho con xin trả lời câu này thử xem. À, thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện? À, dạ thưa thầy, thiện là căn thiện, căn bất thiện, hay là gọi là tâm. Còn cái tâm sở là thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện? Dạ, cái này làm cũng cũng như như nhau. Ví dụ như là cái tâm thiện á, tâm sở thì có nhiều á, và tâm cũng nếu mà nói về tâm thì được gọi là tâm thiện ở đây là nó là một cái tâm và đi cùng với sở hữu thiện, thưa thầy. Những cái sở hữu thiện, sở hữu tịnh hảo đó thì được gọi là tâm thiện. Cho nên là khi mà một cái tâm khởi lên thì luôn luôn nó đi cùng với tâm sở, thì được gọi là tâm thiện. Vậy thiện là tâm, sở là tâm, thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện, thì cái này cũng cũng không nên nói thế ạ, bởi vì chỉ nói là tâm thiện hay tâm bất thiện, thiện là tâm sở hay tâm sở thiện, cho nên nói như thế này thì nó cũng vẫn vẫn là một dạng. Nếu mà nói về về tâm thiện ạ, thì vì là tâm sinh lên thì thường thường đi với những cái tâm sở thiện thì được gọi là tâm thiện. Cho nên là cái thiện ở đây là cái tâm sở á, thưa thưa thầy. Vâng ạ. Cái thiện ở đây là tâm sở ạ. Con xin được được trả lời như vậy, vì là tâm sở thì có rất là nhiều nhiều tâm thiện bất thiện, hay là thì là tâm sở, thì là nếu mà nói về về tâm thiện thôi thưa thầy, thì là thiện là tâm sở. Vâng ạ. Chứ còn cái tâm thì nó chỉ là một cái là tâm biết cảnh thôi, còn cái thiện hay bất thiện đều là do tâm sở ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Nói nguồn Lào Cai dẫn đi từ Lào Cai sang đi qua tới Hà Nội, từ Hà Nội dẫn vô tuốt xuống Sài Gòn dẫn ngược về Lào Cai gì không vòng 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 vòng. Rồi mời cô ta. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn chú Nguyễn. Dạ cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con xin trả lời câu hỏi số 1. Dạ con xin đọc lại. Thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện? Dạ theo con thì thiện là một cái trạng thái của tâm hay tâm sở, chứ không không nên nói là thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện. Theo con nghĩ là như vậy thầy. Không thể nói là thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện.
Dạ con có gì sai thì xin ngài chỉnh, xin thầy chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin cảm ích lại cho thầy ạ. Mày khi cô ta thì cô dắt trong nhà đi ra ngoài sân, sao cô dắt vô lại trong nhà lại dắt gần gần nữa, không đi xa. Còn không ngờ bà cai đưa đi xa quá, đưa đi đi mỗi chân luôn. Rồi mời tiếp, chưa chưa được câu trả lời, chưa được. Rồi mời quý vị ạ. Dạ thưa thầy, con nghĩ là cái câu hỏi này chưa được chứ không phải là trả lời chưa được ạ. Bởi vì là con cũng cái chữ thiện, thiện này mình thì gọi là tâm thiện hay là tâm sở hay như thế nào, chứ thiện thì nó chỉ là căn thiện thôi thưa sư. Nó là căn thiện, còn tâm sở thì nó là tâm sở, chứ sao mà ví dụ như căn thiện thì nó đi là một cái tâm rồi đi cùng với những cái tâm sở tịnh hảo đó, những cái tâm sở đi cùng với nó chứ thưa thầy. Chứ còn những cái câu hỏi này cũng có Hoành Chánh Tâm ơi, ngài cứu đi. Cái này là đưa ta đi lạc đã, bây giờ đổ thừa nó để bản hiệu sai. Để bản chỉ dẫn sai, đưa ta đi lạc đổ thừa. Rồi mời mời tiếp kìa, là bộ tốt kìa. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà với cô tư nữ, con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng. Và con xin trả lời mà có sai xin thầy chữa sửa giùm cho con. Thiện là tâm sở hay tâm sở là thiện? Dạ thiện thì con nếu mà coi bản niêu thì thấy chỉ có tâm là tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Thì thiện thì nó có được 82 tâm là thiện nè, ở trên bản niêu. Dạ, còn tâm sở thiện thì chỉ là có 25 tâm sở hữu tình hảo. Dạ, con trả lời như vậy đó thưa thầy, có sai xin thầy sửa giùm cho con ạ. Rồi bản viên Tina lên dở bản điều ra giới thiệu giới thiệu bản điều giới thiệu sản phẩm. Rồi là sở, tâm sở có thiện không quý vị? Tâm sở có thiện không? Ủa, tâm sở thì sao có nhung là không vậy? Tâm sở thì sao có thiện? Thiện là tâm sở cũng phải, mà là tâm thì cũng phải, đúng không? Thứ hai, thiện là tâm sở cũng phải, mà là tâm thì cũng phải, thì có hết. Nhưng mà tâm sở là thiện thì không đúng à? Tâm sở là thiện thì không đúng à? Tâm sở thì gồm có bất thiện có thiện, hay là tịnh hảo là thiện đó. Bất thiện có ha? Chứ không phải là thiện không ha? Không phải là tịnh hảo không ha? Nói đâu nói lật lắc. Không có nói đi cùng đi chung. Thiện là tâm sở thì đúng rồi, thiện là tâm sở cũng đúng, mà thiện là tâm thì cũng đúng, thì tâm cũng có thiện mà tâm sở cũng có thiện. Thiện là tâm sở cũng phải, mà thiện bất mà thiện là tâm thì cũng phải. Nhưng mà tâm sở là thiện thì nó không đúng à. Nó có thiện có bất thiện có. À, đơn giản là tại vì không nắm được ý. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Một người vì sợ hãi
một người vì sợ hãi. Không dám làm việc thiện. Không dám làm việc thiện. Đó chính là tâm sở quý điều sử phải chăng? Đó chính là tâm sở quý điều sử phải chăng? Điều sử cái câu ta nói cho biết ha, người bị sợ hãi không dám làm việc thiện thì có phải là cho tâm sở quý điều sử cái hành động đó hay không? Rồi mời quý vị nha, câu này dễ ạ ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, Đạo Tràng có nghe được âm thanh của cô không? Dạ, cảm ơn Chư Nguyện. Cảm ơn Tina. Dạ, con xin trả lời câu hỏi số 2 thầy. Nếu có sai thì con xin lãnh chứng. Con thấy sao thì con xin trả lời vậy. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Một người vì sợ hãi không dám làm việc thiện. Đó chính là tâm sở quý, điều sử phải chăng? Thưa thầy, nếu mà một người biết là việc thiện, việc bất thiện, thì nếu việc thiện thì làm chứ làm sao mà lại sợ hãi? Thì cái đó không phải là do cái tâm sở quý điều sử thầy. Nếu mà do cái tâm sở quý điều sử thì là nhìn thấy những cái việc bất thiện thì không dám làm thì mới đúng. Chứ còn thấy việc thiện mà không dám làm là không phải do tâm sở quý điều khiển thầy. Dạ con xin trả lời như vậy. Chỗ nào sai thì xin thầy chỉnh sửa cho con. Rồi, mà pháp luận là cai bổ túc chưa, câu trả lời chưa được rõ ha, mà pháp luận là cai. Dạ thưa thầy, cho con xin được bổ túc thêm ạ. Như là cái tâm sở úy này thưa thầy, thì là một người sợ hãi không dám làm việc thiện, đó chính là tâm sở úy điều sử phải chăng? Dạ, việc thiện thì nếu như mà vị này mà có trí á, mà biết được là việc thiện nó trợ cho bất thiện á, nó có những cái thiện thì cũng có cái thiện trợ cho thiện, có những cái trợ thiện trợ cho sự bất thiện á, cũng có. Cho nên là nếu mà người này mà có trí mà hiểu được cái nguyên nhân, nếu như mà làm việc thiện mà không có trí mà đưa đến cái quả không tốt á, thì họ gây sợ tội lỗi, gây sợ các kết quả, thì cái sự sợ hãi đó thì cũng chính là tâm sở úy điều sử ạ. Bởi vì nếu như mà vị đấy mà biết rằng là cái thiện này trợ cho bất thiện á, thưa thầy, thì con nghĩ là nếu mà trong cái trường hợp đó thì cái tâm sở úy này điều sử là đúng ạ. Con xin được phân tích như vậy, nếu mà có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Này đưa lên núi Taliban luôn à. Đưa lên núi Taliban ở. Suy diễn tưởng tượng dễ sợ.
Cô có ta suy nghĩ lại chứ còn lại đi. Một người vì sợ hãi không dám làm việc thiện. Là chẳng hạn như giờ mình muốn làm việc thiện gì đó, mình muốn bố thí, nhưng bị người khác người ta nói là mày mày làm là tao sẽ nghỉ chơi, mày sẽ bỏ mày, tao sẽ đánh mày, tao sẽ đập mày chẳng hạn. Mày nói là mày mà làm gì mà giúp người đó là tao sẽ đập mày chẳng hạn. Thì đó thì người ta nói là người sợ hãi không dám làm việc thiện. Thì cái đó chứ có phải là tâm sở quý điều sở chăng? Bây giờ coi Tina lên coi, mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô thư nữ. Con kính chào thầy và con chào đạo tràng. Dạ, liều mạng chút. Dạ, thưa tâm sở úy thì con là một cái nó làm sợ hãi, mà nó cũng sợ hãi với những cái công việc làm ác qua cái thân thân khẩu. Dạ, thành ra nó giống như là sợ bị quản, sợ bị quở trách nè, sợ hoặc là bức rứt trong người, hoặc là sợ khổ, sợ cái gì cũng sợ. Sợ, dạ, thành ra nó cảm thấy cái sự nguy hại của đến cái sợ cái tội lỗi. Dạ. Và cũng không dám làm đến những cái điều không tạo ra nhiều mà làm tội lỗi đó đó. Thành ra cái câu này con nghĩ là một người vì sợ hãi không dám làm việc thiện, đó chính là tâm sở ý điều xử, phải không? Thì con nghĩ là phải, tại vì sợ sợ hãi không dám làm điều thiện. Vì tâm này nó sợ hãi quá nên nó phải phải làm những cái điều thiện để cho nó khỏi bị tù tội hay là bị khổ. Dạ thưa con nghĩ là như vậy. Nếu mà có sai xin thầy sửa giùm cho con ạ. À. Thì nào nói không hiểu, thì nào nói gì luôn. vòng vòng không biết nói gì. Rồi ai lên nói lại lần nữa cho chúng, rồi mời cho Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ thưa thầy, con xin sẵn mình con trả lời thầy, mà không biết đúng hay không nha thầy. Đầu tiên cái tâm sở quý á thầy, là nó là quý có nghĩa là sợ hãi hoặc là ghê sợ với những cái việc ác hoặc là những cái điều xấu, rồi kinh sợ với các quả xấu ở trong tương lai, thì cái đó là tâm sở quý. Nhưng mà sợ hãi không dám làm việc thiện. Dạ thưa thầy, cái việc thiện đó nếu như mà cho cái quả lành thì đâu có gì mà phải sợ hãi với cái quả xấu trong tương lai đâu thầy. Cho nên cái câu này nó cũng kỳ kỳ. Nếu như mà một người vì sợ hãi mà không dám làm việc thiện do tâm sở úy điều xử thì con nghĩ là không có đúng thầy ơi. Dạ con cái câu là không nên nói thế. Dạ con xin phép được xuống bích, con kính dâng bích lại cho thầy, con nhờ thầy chỉ dạy ạ. À. Tưởng lên nói gì hay lắm. Vòng vòng mà giấu. Rồi. Rồi bác ngồi. Dạ thưa thầy, thầy nói đưa thầy lên Phan Xi Păng con đưa luôn. Dạ thưa thầy, nếu như mà cái câu này mà con thấy mọi người trả lời đều cũng có cái lý của mình, nhưng mà một người vì sợ hãi hiện đó chính là tâm sở úy điều xử phải chăng, thì con xin được bổ túc lại là không phải là tâm sở úy điều xử mà là do là họ có tà kiến, gọi là tâm sở tà kiến điều khiển ạ. À. Dạ con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Ủa
tự nhiên sợ hãi không dám làm việc thiện, còn có tà kiến là sao trời. Này cấm bản đặt rồi, cấm bản chỉ đường được cái đặt lắm. Rồi, ai muốn lên gỡ câu dễ quá, sao nói tôi luôn tôi lá. Rồi tức quá hả, tức quá lên để bản lại phải không, rồi lên để bản lại đi, rồi mời hai vị. Dạ thưa thầy, như là họ thường thường là họ hiểu sai á thưa sư. Như là thưa thầy, có nghĩa là như là có người nào nói cái gì đó thì họ 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 nghe rồi họ sợ á, họ hiểu sai á, thì đó là do cái tà kiến, do họ hiểu sai thôi, chứ bây giờ nói đến góc độ nào thầy cũng nói vậy thì chúng con bó tay ra. Con kính dâng mic đến thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin mở túc thêm thầy. Một người vì sợ hãi không dám làm việc thiện, đó chính là tâm sở quý, điều xử phải chăng? Như hồi nãy con đã nói là, hay là quý vị khác cũng đã nói rồi, tâm sở quý là ghê sợ tội lỗi, ghê sợ những cái khổ, những cái nhất là ghê sợ tội lỗi. Thì ở đây cái người này, một người sợ hãi, vì sợ hãi không dám làm việc thiện, thì không, như con đã nói là không phải do tâm sở quý điều xử, mà có thể là do cái người này không có hiểu rõ pháp, thế nào là bất thật thiện, thế nào là thiện, thế nào là tàm, thế nào là quý. Cho nên cái người đó có cái cũng như là có cái tâm sở si trong đó thầy. Con nói như vậy không biết có đúng hay không thầy. Dòng dòng tùm lum ha. Nói rõ thí dụ cho quý vị đón vài lần nữa nha, nhanh tay lấy 10 điểm nha. Ví dụ như giờ chánh tâm tính đem ngàn đô đi ra nó giúp cho cái người khổ nghèo vậy đó, thì chuẩn bị cầm tiền đi để mà bố thí cho cái người khổ. Thì viện vợ ra nói anh là bố thí một cái là tôi cho anh đi lên đường luôn, ly dị luôn ha. Không dám làm, không dám làm việc bố thí, không là giao tiền đó. Bây giờ ta hỏi sợ không dám làm việc thiện đó thì có phải là tâm sở quý điều xử không? Vậy thôi vậy trả lại tôi luôn trời. Rồi chánh tâm lên rồi gỡ giống rồi. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Con xin kính đánh lễ quý sư. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào cả lớp. Dạ, nãy giờ nghe thầy nói con mắc cười chạy vòng vòng. Dạ, từ đây thì nãy mà thầy nói vậy là vợ con ngồi kế bên là vợ con nghe đó. Con sợ quá thì sợ đó là cái tâm sở sân đó thầy, chứ không phải tâm sở quý đâu thầy. Tại vì vợ con đang nhìn chừng chừng con nè, nên con sợ quá. Dạ, thầy nói lên, con phải lên, con nói liền đó. Dạ, cái đó không phải là tâm sở quý điều khiển, mà là tâm sở sân nè, từ thầy con xin hết, từ thầy. Dạ. Rồi, xa, đúng xa, đúng như là tâm sân chúng ta chứ có gì đâu, mà quý vị suy nghĩ tùm lum thật. Tóm ngược làm cái dẫn đi tùm lum từ Bắc chí Nam. Hỏi gì kì, nãy đánh cho mình biết là có hai cái sự sợ hãi, quý cũng sợ hãi, mà sân cũng sợ hãi, ra để cho mình khỏi bị lầm lẫn cái thiện với cái bất thiện ha. Hiểu pháp gì ok gì đây Mỹ Hà Nội là gì làm cái Sa Pa Masiva vẫn đi quá trời đi
Rồi, câu số 3. Vậy, câu số 3. Vô tàm vô úy có mặt. Vô tàm vô úy có mặt. Thì tham tà kiến có mặt. Thì tham tà kiến có mặt. Hay tham ly tà có mặt. Hay tham ly tà có mặt. Thì vô tàm vô úy có mặt. Hay tàm ly tà có mặt. Thì vô tàm vô úy có mặt. Rồi, câu dễ ổi luôn ha. Rồi, mời MC làm việc nha. Mời quý vị nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa thầy, con xin trả lời câu này. Con thấy xích pháp nguồn Lào Cai không có xung phong nữa nên con lên. Dạ câu hỏi tham vô, câu hỏi số 3. Vô tàm vô quý có mặt thì tham tà kiến có mặt. Hay tham lị tà có mặt thì vô tàm vô quý có mặt. Dạ thưa thầy, theo con cái vế thứ nhất là đúng. Vô tàm vô quý có mặt thì tham tà kiến có mặt, tại vì cả cái vô tàm vô quý này á, nó là động sanh trong 12 tâm bất thiện là có. Rồi tham ly tà có mặt thì vô tàm vô quý có mặt, và cũng đúng luôn, tại trong cái 12 tâm bất thiện đó thì có 8 tâm tham, thì có 4 cái ly tà. Thì khi mà xuất hiện cái đó thì vô tàm vô quý cũng có thầy. Con biết đúng không nha thầy? Dạ con xin phép được xuống bếp ạ. Rồi, ngồi xuống đó chơi. Ngồi xuống nha, chuẩn bị bắn nước sôi. Chuẩn bị bắn nước sôi luộc trứng. Rồi. Rồi, mời bếp, mời bếp. Dạ thưa thầy, con xin bổ túc thêm. Dạ. À, vô tàm vô ý có mặt thì tham tà kiến có mặt, hay tham ly tà có mặt thì vô tàm vô ý có mặt. Dạ thưa thầy, thì tâm si á thì si vô tàm vô ý
thì nó thường đi chung với những cái tâm tham, tám tâm tham, hoặc là si vô tàm vô úy, thì nó thường đi chung với những cái tâm sân đó. Cho nên là nó sẽ vô tàm vô úy thì nó có mặt với cả hai cái, với cả tất cả những cái tâm tham tà kiến hay là ly tà này thì nó đều có mặt ở trong trong đó, thưa thầy. Vì là nó thường đi theo cái phần si phần đó, đó. Si vô tàm vô úy này thì nó thường đi chung với cả tám tâm tham ly tà, hoặc là bốn tâm ly tà và bốn tâm tạc kiến đó, thưa thầy. Thì là nó đi chung với tất cả tám cái tâm tham này, cho nên là nó sẽ có mặt trong tám cái tâm tham đó. Dạ con xin được bổ sai mong con. Chưa rõ ràng nè, nói chưa rõ ràng nè. Nói chưa có được xúc tích rõ ràng ha. Rồi mời ai đây, cô Mê Ta sao rồi, có lên gỡ giống không? Cô Mê Ta có gỡ giống, Châu Nguyễn gỡ giống hay lên gỡ giống này. Thưa thầy, thì nói lại cho rõ ràng ạ. Trong tám tâm bốn tâm tà tham ly của phần ở trong đó. Dạ mọi người nghe rõ không ạ? Alo alo. Dạ vâng ạ. Trong tám tâm tham thì có bốn tâm tham ly tà, bốn tâm tham hợp tà, thì nó đều có si phần ở trong đó, mà si ở trong đi cùng thì tâm si thì đi cùng với tám tâm tham, cho nên là nó sẽ có cả vô tàm vô úy đi chung với cả tám tâm tham này, dù là tà kiến hay là ly tà gì đó thì nó cũng đều có vô tàm vô úy ở trong đó. Dạ con xin được trả lời như vậy, còn không biết là như thế nào nữa. Cho nó chính ăn cho nó chuẩn với thầy. Ngồi yên đó. Đọc câu hỏi cho kỹ rồi trả lời chưa quý vị. Vô tàm vô úy có mặt thì tham tà kiến có mặt là một vế ha. Hay tham ly tà có mặt thì vô tàm vô úy có mặt. Đọc cho kỹ câu hỏi trả lời lung tung thế mới biết được đồng họ. Rồi Tina đâu, Tina lên coi. Mời Tina nha. Dạ vâng ạ, tàm vô úy có mặt thì có không có. Tina rồi, mời Tina lên bổ túc coi. Cấp gần là cái nói đứt đoạn nghe không được. Mời Tina coi. Rồi sau đó là mời vị khác nha. Cô Mách Ta lên lấy điểm lại coi sao. Không ai nghĩ ra đây là rồi chính tâm lên nói cho ngon lành rõ ràng cho bà con phải nghe cái. Rồi mời.
Dạ, con xin kính chào thầy. À, cho Nguyễn để câu hỏi lên được không? Cho Nguyễn, cô là câu hỏi. Dạ. Ok, à, vô tạm vô quý có mặt thì tham tà kiến có mặt. Dạ, không nên nói như vậy là tại vì vô tạm vô quý là cái nó là trong cái si phần là nó nhân si, mà nhân si á, mà khi là nhân si á, tâm si á, thì nó không nhất thiết, nó không có cái tham tà kiến trong đó, tại vì nó có một nhân thì tâm si, à, vô tạm vô quý nó có mặt trong cái tâm bất thiện, nó là nó một nhân thì nó chỉ đi với si thôi, nó không có tham tà kiến trong đó. Còn tham ly tà có mặt hay tham ly tà có mặt thì vô tạm vô quý có mặt, vậy cái giới đó thì đúng. Tại vì tham ly tà nó có hai nhân, là tại vì tham à, nó có nhân si và nhân tham, thì khi tham ly tà có mặt thì vô tạm vô quý có mặt là đúng. Dạ thưa thầy, con xin hết là thưa thầy. Hay quá ha, nó hay quá, nó hay quá, trò hai tiếng luôn. Hay trò lãnh hai tiếng luôn. Rồi. Ủa với bữa gì hai đứng thôi, ăn lẹ phải bốn trứng, tại lên cứu bò mà cứu nó thôi cho bốn trứng, bây giờ mới tội nghiệp phải cho hai trứng. Còn ai đâu không, dễ quá học thì sao giờ quên hết trơn trời trời. Nghĩ ra chưa? Nghĩ ra hay là chịu thua? Không lẽ chịu thua công này ta? Gì đâu mà khó vậy ở. Rồi mời các bạn ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Theo con nghĩ, con nghĩ là có thể lãnh trứng, nhưng mà thôi con nghĩ sao con trả lời đại vậy thầy. Con đọc lại câu hỏi. Vô tàm vô quý có mặt thì tham tà kiến có mặt, đó là một vế. Vế thứ hai là tham ly tà có mặt thì vô tàm vô quý có mặt phải chăng? Thì con thấy cái vế thứ nhất á, vô tàm vô quý là luôn luôn nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, tức là có trong tâm tham, tâm sân, tâm si. Hai cái tâm này đó đều có mặt, vô tạm vô quý đều có mặt trong 12 tâm bất thiện. Thì con thấy cái vế thứ nhất là nó đúng thầy. Còn vế thứ hai, tham ly tà có mặt thì vô tạm vô quý có mặt. Dạ, con thấy cái vế thứ hai là không đúng thầy. Dạ, con chỉ hiểu vậy thôi thầy. Dạ, con xin trả máy cho thầy ạ. Chắc là lãnh trứng rồi, cho con hôm nay con lãnh trứng. Trả lời chút xíu đó là đúng, cuối cùng là kết luận chặt ổn quá ha, chặt ổn quá. Ai lên lấy lại điểm coi, xém chút xíu mà cô bắt ta đúng rồi. Rồi mời chú Tông. Dạ thưa thầy, à, con xin vô tàm vô quý có mặt thì tham tà kiến có mặt, thì vô tàm vô quý á, thì nó thì có mặt thì đúng, tại vì vô tàm vô quý á, là nó có trong 12 tâm bất thiện, à, thì đúng. Còn về
Còn về mà tham ly tà có mặt thì vô tàm vô quý có mặt. Thì tham ly tà có mặt thì vô tàm vô quý có mặt thì đúng, thưa thầy. Tại vì tham là nó có mặt thì đương nhiên tham ly tà có mặt thì vô tàm vô quý sẽ có mặt. Dạ, con xin nói vậy. Dạ, con xin hết ạ. Vòng vòng cũng đâu khác gì con với ba mà giống hình. Rồi, vô tàm vô quý là thuộc về nằm trong phần tâm sở gì quý vị? Vô tàm vô quý là si phần. Ok, si phần thì có mặt trong bao nhiêu tâm bất thiện? Mười hai tâm bất thiện. Thì giờ ta nói vô tàm vô quý có mặt thì tham tà kiến có mặt, thì câu này có chính xác không? Câu này chính xác không? Không. Không. Cái này có dùng nhiều đúng này, hại bạn quá, không nên nói thế. Rồi, câu đầu là không chính xác ha. Câu đầu là không chính xác. Bởi vì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện không? Chứ mình nói coi cái tà kiến không đâu có được đâu không? À, tà kiến không đâu có được. Nó có mặt trong cả 12 tâm bất thiện ha. Rồi, câu 2. Tâm tham ly tà có mặt thì vô tàm vô quý có mặt. Câu này đúng không? Chính xác luôn. Chính xác. Tham ly tà hay hợp tà mà biết vô tàm vô quý là nó là tâm sở bất thiện biến hành, nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Thì câu này câu đầu thì không chính xác, câu sau mà đúng. Nói đâu mà nói giật lắc, nói thầm luôn, nói từ Hà Nội nói vô tới Sài Gòn luôn, sao chưa đúng. Rồi. Rồi. Sao dễ lẻ lắm mà sao cái gì đó là lâu quá, chắc ráng rồi ráng giờ cho. Năm điểm hả? Gãy năm điểm cũng đỡ ghiền ha, năm điểm cũng đỡ ghiền ha. Rồi, năm điểm khuyến khích ha. Rồi, câu đầu thì chưa đúng gì, chưa hẳn là như vậy, bởi vì phải hiểu nó không phải là chỉ đơn giản là tham và kiến không, mà nó còn có những cái tham ly tà cũng có, mà sân cũng có, mà si cũng có luôn á, chứ phải là không có đó, thì con hiểu vậy được rồi ha. Đúng cái sao nhưng mà giờ ở còn không đúng rồi thôi, chắc do ăn quỳ nhang luôn. Rồi, câu số 4. Sân tâm sở có mặt thì tập cũng có mặt, sân tâm sở có mặt thì tật cũng có mặt, hay tật có mặt thì sân và lẫn có mặt, rồi câu này cũng vậy. Ủa đi ha, cái này trả lời không trúng nữa là thôi. Khi trả lời cái gì đấy câu hỏi mình trả lời theo rõ ràng, từng vế vế mình nghiên cứu mình trả lời cho nó rõ ràng, chứ mình đừng có dẫn đi bắt chước vào ca, dẫn đi từ này cho đầu này nam ra bắt rồi nam. Trả lời gọn ghẽ xúc tích nghe không. Rồi mời. Dạ thưa thầy,
thầy nói con đáng lẽ con không có lên đâu, nhưng mà con phải lên, con con phải trả lời cái câu này thầy. Dạ, dạ, như vậy. Sân tâm sở có mặt thì tật cũng có mặt, không có đúng thưa thầy. Tại vì sân á, nếu mà sân có mặt á, nó không nhất thiết phải có tật có mặt. Tại vì sân nó không cần thiết phải đi có tật. Sân nó có thể đi với lạnh, hay sân nó có thể đi mục hay đi hối. Nhưng mà sân có thể đi tật, nhưng mà nếu sân nó không cần thiết phải đi, sân nó có thể đi một mình nó luôn cũng được. Thì sân tâm sở có mặt thì tật cũng có mặt là không đúng. Mà tật có mặt thì đương nhiên sân sẽ có mặt, nhưng mà lặng không có mặt. Tại vì một trong cái tật lặng hối, khi có tật thì không có lặng hối, mà khi có lặng thì không có tật hối. Nhưng mà có tật thì đi với sân, có lặng thì đi với sân, có hối thì đi với sân. Nhưng mà trong tật lặng hối, mỗi một thứ nó không có thể đi chung, giống như là một ba thứ mà nó đi chung với nhau được. Nó chỉ đi một, tật thì nó đi với sân, lặng thì nó đi với sân, hay hối đi với sân, chứ không thể mà tật với lặng, tật có mặt thì sân và lặng có mặt không đúng. Tật có mặt thì chỉ có sân nó có mặt, nhưng mà không có lặng trong đó. Dạ, con xin thưa hết rồi, thưa thầy, con xin xuống hết rồi, thưa thầy. Xà thú, xà thú, chính xác không? Xà thú 10 điểm, hay quá vậy ta. Ít ra không phải vậy. Ít ra vậy đó, trả lời gọn gàng, xúc tích vậy nó mới được. Chỉ nói dòng gió đáng quốc trí, đi từ mắt ra nó rồi thôi, chết luôn. Rồi, 10 điểm. À. Rồi, ngày mai con mình dánh tâm dịch được 10 điểm ha. Rồi, câu số 5. Câu số 5. Một người không bị ràng buộc. Một người không bị ràng buộc. Không bị ràng buộc, không cần giữ giới. Một người không bị ràng buộc, không cần giữ giới, chính là người giải thoát. Chính là người giải thoát. Một người không bị ràng buộc, không cần giữ giới, chính là người giải thoát. Hay người giải thoát. Hay người giải thoát toàn phần. Hay người giải thoát toàn phần. Là người không có giới phần, phải chăng? Rồi, cái này cũng không có gì khó khăn ha. Rồi, suy nghĩ chút xíu, bây giờ trả lời cho nó chính xác không? Gọn gàng, xúc tích ha. bắt tôi gợi ý, sao mình tập động não chứ, sao cứ y cứ người này người kia vậy. Rồi, xin mời quý vị nha, ráng động não tự mình lên làm lấy 10 điểm nha. Cái tâm dịch được 10 điểm rồi đó, giờ pháp là lào cai, sao để cho người ta bị dịch mất rồi, rồi mất giải quán quân. Rồi, mời.
Dạ thưa thầy, cho con xin phép trả lời câu này cho đỡ trống zoom ạ. Dạ. Một người không bị ràng buộc, không cần giữ giới chính là người giải thoát, hay người giải thoát toàn phần là người không có giới phần phải chăng? Dạ con, dạ mọi người nghe rõ không ạ? Ở bên này mạng của con nó hơi yếu. Dạ. Chị Tina. Con hôm nay là không nên nói thế ạ, bởi vì là ta lại đi chị dạ. Hi, hello. Đưa lên núi tần tần xi băng gì đó, gì gì băng bên này. Ta xi băng này, ta xi băng. Đưa núi ta xi băng sao giờ đưa lên mây luôn, hát nghe luôn. Tốt lên mây luôn. Rồi, mời lên là mời coi. Con đang ở trên Sapa nên là mạng hơi yếu, đã con xin được dạ. Con xin được trả lời lại phần này ạ. Một người không bị ràng buộc, không cần giữ giới chính là người giải thoát. Cái câu này thì chỉ đúng với bậc A-la-hán thôi, thưa thầy. Theo con thì là như vậy. Ví dụ như là những bậc A-la-hán thì không cần giữ giới nữa, bởi vì là khi mà đạt đến thánh quả A-la-hán rồi thì khi đó thì đã là trải qua những cái giới phần này từ những cái giai đoạn trước rồi ạ, thì những cái bậc thánh thì không cần giữ giới thì là người giải thoát. Còn nếu về phía thứ hai là người giải thoát toàn phần là người không có giới phần thì câu này là không nên nói thế ạ, bởi vì là nếu mà không có giới phần thì sẽ không sẽ đi đến con đường giải thoát này ạ, bởi vì là khi mà trước đó thì sẽ phải có giới phần. Sau đó thì mới có thể được là lên những cái bậc thánh để mà giải thoát ạ. Vì là nếu như mà vị từ những cái vị A-la-hán thì là không cần phải giữ giới nữa và cũng không có sự ràng buộc, thì đó là giải thoát toàn phần. Dạ, như con xin được trả lời như vậy thì có nghĩa là con xin đúc kết lại cái câu này rõ ràng là chỉ có bậc A-la-hán thì những cái bậc thánh từ tam quả tứ quả thì không bị ràng buộc bởi giới. Vâng, thì đó là những cái bậc thánh đã giải thoát, nhất là bậc thánh A-la-hán đã giải thoát toàn phần. Còn cũng không nên nói là không cần giữ giới thì là người giải thoát, bởi vì là trước đó đã đạt những bậc thánh rồi thì trước khi đạt được bậc thánh thì sẽ phải có giới phần ở trong đó. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Con xin được dâng lễ đến thầy, thầy chỉnh sửa thêm cho con. À, hiểu câu mà nói cũng chưa được gọn ghẽ lắm ha. Rõ ra vậy ha, cho quý vị ha. Một người không bị ràng buộc,
không cần giữ giới. Cái này người đó người ta không thích bị ràng buộc. Một người không thích bị ràng buộc, nó giữ giới là ràng buộc khó chịu, sống là bị giới lực kèm hãm khó chịu. À, rồi ta không còn không thích ràng buộc nữa, à, thì người đó là người giải thoát, phải không? Thế quý vị có phải không? Dễ vui, cái này dễ vui, dễ buồn, Rồi cái người mà giải thoát toàn thân, thì người này là người nào? Người mà được giải thoát toàn thân. Người giải thoát toàn phần là bậc A-la-hán thì chính là người giải thoát, đúng không? Rồi là câu vế số 2 là vị A-la-hán là người giải thoát toàn phần luôn, không còn bị dướng mắc với cái gì không? Này đâu có cần phải giới phần với viết gì nữa không? Bậc A-la-hán tâm trong sạch hoàn toàn, cái như là còn phải lộn xộn như mình ha. Mình đủ thứ chuyện. Rồi đó là câu số 5. Còn câu nữa thôi ha. Và chúng ta nếu còn giờ học tiếp ha. Câu số 6. Câu số 6. Bà A thấy một người thân đang bị bệnh đau khổ khốc liệt. Bà A thấy một người thân đang bị bệnh đau khổ khốc liệt. Bà động tâm khóc như mưa. Bà động tâm khóc như mưa. Vậy bà A đang có tâm bi sanh khởi phải chăng? Bà A đang có tâm bi sanh khởi phải chăng? Rồi, à, mọi người nha, câu này dễ quá ha, lấy câu 10 điểm mà. Nãy giờ ai được 10 điểm mà ta? Chính tâm 10 điểm ha. Chính tâm 10 điểm. Pháp nguồn là cai. À, nãy được câu kia 5 điểm. Câu mới vừa trả lời 5 điểm đi. Rồi 10 điểm. Pháp nguồn là cai 10 điểm. Rồi giờ tranh nhau lấy thêm cái nữa là được giải quán quân luôn ha. Rồi mời pháp nguồn là cai. Dạ, con xin được trả lời câu này. Bà A thấy một người thân đang bị bệnh đau khổ khốc liệt. Bà động tâm khóc như mưa, vậy bà A đang có tâm si sinh khởi phải chăng? Dạ, à, tâm bi sinh khởi phải chăng? Dạ, thưa thầy, câu này là không có đúng ạ. Bởi vì là chỉ có tâm sân thì thọ ưu mới có khóc được ạ. Cho nên là bà A trong khi lúc này là có tâm sân đang sanh khởi. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Đúng không quý vị? Đúng không quý vị ơi? Đúng. Rồi, xa thú 10 điểm ha, 10 điểm. Đúng là tâm sân, lúc này chưa có tâm bi được ha, chỉ mới tâm sân. Thấy người ta đau khổ, mình đau khổ theo, khóc quá trời, nó bị động tâm khóc. Tâm sân vậy thì coi như là hôm nay là pháp nguồn Lào Cai đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân nữa rồi, là lần thứ hai rồi ha. Xà lắm quá, xà. Rồi, quý vị tặng bông nữa chứ. Pháp nguồn Lào Cai được giải quán quân hôm nay, ngon lành ha. Tặng bông nữa. Thưởng bông cho người ta để khuyến khích học tiếp nha. Rồi, xà thử ha. Rồi, bây giờ thì Đức học tới đâu rồi cho Nguyễn? Thì Đức học tới đâu rồi? Lên đọc một đoạn của từng rồi cái học tới đâu rồi? Cho Nguyễn lên đọc một đoạn từng rồi cái. Học tới đâu? Cái chánh tư duy. Hết chưa? Hết chánh tư duy chưa? Hết rồi ha? Ok. Rồi. Bây giờ tới nói nghịch. Xuống tới nói nghịch ha. Rồi lấy bài lên đi.
Rồi, nói nghịch của chánh tư duy chính là tà tư duy. Miccha sankappo, tà tư duy ha. Là Phật nói nghịch. Thì tà tư duy là nó có những ý nghĩa như là tầm cầu dục lạc. Khi mà một người có cái tâm mà tầm cầu dục lạc, mong muốn là hưởng thụ được sắc tinh hương vị sức, thì đó là người đó đang sanh khởi tà tư duy và tâm cầu dục lạc là một. Thứ hai, suy nghĩ hại người. Có những cái suy nghĩ hại người này, hại người kia, làm cho người này bị đau khổ, làm cho người kia bị buồn rầu khóc than. Thì những cái suy nghĩ hại người này cũng chính là tà tư duy. Rồi, tiếp đến là suy tư về hiềm hận. Tức là ngồi đó suy tư về sự hiềm hận, sự thù hận. Tức tối bị người này cho rô điểm ăn học dịch này, cho Nguyễn tức quá về ngồi đó hận thù này quyết trả 10 năm chứ muộn ha. Ăn học dịch nhiều quá tức cái gì đó hiềm hận gì đó. Nhắc cái nào nhớ nhá, suy tư về hiềm hận là không có được suy tư về hiềm hận, nó là tà tư duy luôn ha. Rồi, tiếp đó là suy nghĩ hoan hỷ với những tà thuyết, cũng là tà tư duy. Mình suy nghĩ, mình hoan hỷ, mình vui, mình thích, mình hoan hỷ với những cái thuyết mà tà bại, những cái thuyết mà phi thực tế, những thuyết mà không đúng sự thật. Thì suy nghĩ một khoái đó, những cái pháp mà tà pháp nó đưa ra một khoái, mang tính là mê tín dị đoan đủ thứ, mình khoái, mình quan nghĩ cái đó, suy nghĩ về những điều đó mình thích, như vậy mình cũng rơi vô trong cái gọi là tà tư duy. Thì như vậy một người mà có những cái tư duy tà vạ như vậy đó, tư duy là mong cầu được hưởng thụ dục lạc, suy nghĩ cách nào để mà thỏa mãn dục lạc, thì lúc đó chúng ta đang rơi vào trong cái là tà tư duy. Rồi hại người cũng là tà tư duy, hiềm hận cũng là tà tư duy, quan hỷ với những cái thuyết mà sai lệch, những cái thuyết mê tín, những cái thuyết đem đến sự tai hại thì cũng là tà tư duy. Là cho nên đối nghịch với chánh tư duy đây chính là tà tư duy. Chi pháp, chi pháp của cả hai luôn ha, là nó có tâm sở tầm. Tâm sở tầm là chi pháp. Tâm sở tầm là nằm trong tâm sở gì quý vị? Nằm trong nhóm tâm sở nào? Alo. Sở hữu bị cảnh, xa hữu. Xá sở bị cảnh là tầm, đó là chỗ là sở tầm ha. Thì khi tầm này nó đồng sanh trong tâm bất thiện thì nó thuộc về là tà tư duy, nó đồng sanh trong tâm thiện thì nó thuộc về là chánh tư duy, đó là tâm sở tầm. Rồi, như vậy là tà tư duy ha. Rồi, tới số 3 là chánh ngữ. Chánh ngữ, sammāvācā là chánh ngữ, là chi pháp chánh ngữ ha. Rồi, chánh ngữ có nghĩa là ngữ là lời nói, mà chánh chân chánh hay là nói chân chánh, nói đúng, nói chân chánh, nói đem đến lợi ích cho mọi người, là lời nói chân chánh, là chánh ngữ. Khi nói điều gì đem đến lợi ích cho người này, đem lợi ích cho người kia thì như vậy là chánh ngữ. Mà nói đúng thời là chánh ngữ. Mình nói như vậy, mặc dù điều đó đúng, điều này kia, mà mình nói sai thôi, nó đem nó sự tai hại cho người khác thì cũng chưa gọi là chánh ngữ ha, nó là hại người khác ha. Rồi ái ngữ tức là nói những cái lời nói là nhẹ nhàng thanh tao mát lòng người ha, nói những cái lời mà liên hệ đến thiện pháp tốt đẹp thì được gọi là chánh ngữ. Rồi nói đúng chánh pháp là chánh ngữ, tức là mình nói đúng ngay giáo pháp chánh pháp, Đức Phật dạy sao mình nói y vậy ha. Rồi mình không có chế biến, không có fantasy, không có tự mình suy diễn, mình tự mình ngồi mình nghĩ, mình tạo ra đủ thứ chuyện để mình nói, để mà chứng minh cho cái tôi của mình ha. Thì khi mình làm vậy là mình không có đúng chánh ngữ, tức là phải nói đúng chánh pháp, nói gì nói phải đúng nhân quả, đúng giáo pháp đàng hoàng ha. Đó là chánh ngữ. Rồi, muốn cái chánh ngữ thì trước phải tránh xa, trước tiên là phải tránh xa nói dối, tránh xa sự nói dối, vì nói dối đưa đến tà ngữ ha, tránh xa nói dối
tánh xa nói ác ngữ, tức là nói những điều ác ha, nói những điều dữ tợn ha. Rồi lưỡng thiệt, nói hai lưỡi, lúc này lúc khác là lưỡng thiệt ha. Rồi hí luận, là nói tà la chi đế, hí luận ha. Rồi nói các tà thuyết ngụy tạo, nói về những cái thuyết mà nó đem đến cái sự tai hại cho người khác ha. Nó ngụy, nó không có thật, nó ngụy tạo, nó dựng đứng cái chuyện lên để mà nói ha. Nói các tà thuyết như vậy, tránh xa, phải tránh xa nói dối, tránh xa ác ngữ, tránh xa lưỡng thiệt, tránh xa hí luận, tránh xa nói các tà thuyết ngụy tạo. Đó là thứ nhất là tránh xa. Rồi xin dòng lối, cái lối nói của mình đó, là mình phải có một cái lời nói mà nó thật là đúng, nó thật là chân thật. Nó phải là chân thật phát xuất từ cái tâm của mình không? Đúng như sự thật, đích xác theo sự thật ha. Chứ mình không có nói mà giả dối, không có nói mà xuyên tạc bẻ méo sự vật ha. Cho nên lời nói chân thật phát từ tâm, đúng như thật, đích xác như thật, thì giờ này chúng ta mới có được cái pháp mà chánh ngữ. Cho nên cái chánh ngữ này gọi là khó làm lắm. Ý luận là nói chuyện tào lao chứ đấy, nói chuyện đùa giỡn, hí luận chuyện tập bảy tập bả, chuyện tiếu lâm, chuyện tục, chuyện tiểu này kia, đó là hí luận. Rồi đó là lời nói chân thật. Khi mình nói chân thật mình phải nói phát xuất từ tâm, đúng như thật, đích xác như thật, đó là chánh ngữ. Cho nên chánh ngữ là phải nói đúng, nói chân chánh, nói đem đến lợi ích. Và cái quan trọng nhất là nói đúng thời nha quý vị. Nói không đúng thời là cũng nguy hiểm nha. Ví dụ như điều đó mình nói ra mình sẽ, mặc dù nó là sự thật mà nó hại cho người khác thì mình không nên nói. Nói ra là mình giết người ta ha. Cho nên phải nói đúng thời, đúng lúc. Rồi, những dòng đối nghịch. Đối nghịch với chánh ngữ chính là tà ngữ. Mitcha wa cha là tà ngữ, tà là lệch, là thiên ha. Ngữ là nói sai lệch, nói thiên. Rồi nói sai sự thật nè, nói ác, nói điêu hoa ha. Nói điêu hoa này về như cái bên người Bắc ta biết rõ cái từ này hơn ha. Nói điêu hoa, phi chân nói là chân, chân nói là phi chân, là người tà ngữ. Nói do tham lợi lộc, do ly lòng tham được có lợi lộc mình nói, nói để được cái sự lợi lộc đó là nói tùm lên tà la. Nói do sân tật lẫn, do mình nóng giận hoặc là do keo kiệt bủn xỉn mình nói những cái lời nói nó không đúng sự thật ha. Nói do sân tật, nói do tà kiến, do tà kiến thấy sai hiểu sai, sai do đúng, đúng do sai, rồi tán dương tà thuyết, thì như vậy đó là tà ngữ. Nói do si mê, do u mê, mình si mê, mình không có trí tuệ về thấy hiểu rõ về nghiệp quả, rồi mình tuyên bố tùm lum tà la, mình tuyên bố loạn xào lắm ha. Cái nào mình cũng nói được, cái nào mình cũng cho là đúng, cái nào mình cũng cho là sai, mình nói theo cái si mê của mình, sự ngu dốt của mình ha. Rồi mê tín mình nói tùm ha. Thì đó là nói do si mê, được xếp vô tà ngữ. Nói do ngã mạn, do mình cao cống ngã mạn chê người, chê người khen mình mà không đúng sự thật, mình hạ ta xuống, mình đưa mình lên, mình đạp ta xuống, mình đẩy mình lên, nói do cái sự ngã mạn, thì như vậy nó là tà ngữ. Rồi chi pháp của tâm sở chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ ha. Chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, đó là ba giới phần đó. Tâm sở chánh ngữ. Rồi tà ngữ là nó không có tâm sở riêng biệt mà nó do tham sân si sa kiến. Nó do tham, để nó bậy bạ, do sân nó bậy bạ, do si nó bậy bạ, thì như vậy là tà ngữ, do tham sân si, những pháp bất thiện nó sa kiến. Còn chánh ngữ thì có tâm sở rõ ràng, có tâm sở chánh ngữ. Đó là số 3 ha, số 3 là chánh ngữ ha. Chánh ngữ thì có tà ngữ nữa là một cặp luôn ha. Rồi tới số 4, chánh nghiệp, samma kammanto, nghiệp là hành động, chánh là chân chánh, tức là hành động đúng, việc làm chân chánh. Khi nào mình có hành động đúng, mình có hành động chân chánh, thì gọi là lúc đó mình có được cái chánh nghiệp.
Chánh nghiệp này ta cho mình biết có nhiều cách chứ không phải là một cách là hành động chân chánh, có nhiều cách. Ví dụ mình không sát sanh, ví dụ như mình thấy mình đi đường mình thấy một cái con trùng hay con kiến gì nó bò dưới đất thì mình giơ chân mình thay mình đạp đấy không, nhưng mà giờ mình né là mình không đạp đó, mình giữ mình tạo cái nghiệp đó, cái hành động mình tạo cái nghiệp mình là không sát sanh, mình tránh né là không sát sanh. Thì như vậy đó là mình, lúc đó là mình có chánh nghiệp, mình có cái gì chánh nghiệp là mình không có, mình cố ý mình không có sát hại cho chúng sanh đó, và mình không có sát sanh. Rồi không trộm cắp, ví dụ có vô chỗ nhà ai thấy có sắp tiền đó, sắp tiền đó cái là tính giờ tài mà chôm, tính giờ tài lấy nhiều quá làm tham sân, nhưng mà lúc đó mình chánh ngữ, mình có chánh nghiệp mình giữ lại, không có lấy, không có trộm cắp, mình gìn giữ giới hạnh, không trộm cắp, thì lúc đó mình có được cái tâm sở chánh nghiệp sanh khởi. Và không tà hạnh, không tà hạnh trong các dục, và không hại người, đó là mình cũng không hại người này hại người kia, cũng là chánh nghiệp ha. Khi mà ghét người này kia, mình đánh người ta hay gì đó là mình dính vô cái tà nghiệp, còn mình không hại người, là mình không có tạo cho người khác đến sự đau khổ, thì lúc đó mình có được cái chánh nghiệp. Rồi ngoài ra mình còn có những cái sự chánh nghiệp bằng cách là thực hiện các thiện pháp, là mình đi làm việc thiện, đi giúp người này giúp người kia, làm giúp người nghèo khổ, giúp người bệnh hoạn, giúp người neo đơn, thì mình thực hiện các thiện pháp đủ mọi cách, thì lúc đó chúng ta có được cái chánh nghiệp. Rồi thêm lại nữa, còn có một cách nữa là tu tập chỉ và quán. Thì mình không làm cái gì kia, mình không có liên hệ đến giới, không có liên hệ đến làm từ thiện, mình tu, mình ngồi tu, thì lúc đó cũng là chánh nghiệp, là mình tu tập thiền chỉ, hoặc là mình tu tập thiền quán, thì lúc đó mình có được cái hành động chân chánh ha. Thì như vậy là chúng ta đang thực hiện cái chánh nghiệp sammakammanto, đó là sự tu tập theo cách là chánh nghiệp. Rồi đối nghịch với chánh nghiệp tức là tà nghiệp, vicchakammanto là tà nghiệp, đối nghịch là tà nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, hại người, thực hiện các ác pháp, làm các việc sai quấy, hại người hại mình, thì như vậy gọi là tà nghiệp. Khi nào mình có những cái hành động mà làm hại tới chúng sanh khác, mình giết hại chúng sanh khác, dù cho con vật nhỏ như kiến hay là gì, thì lúc đó chúng ta đang rơi vào trong tà nghiệp. Mình trộm cắp, mình lấy của không cho, hoặc là mình lấy những cái vật làm dù có nhỏ cái nào mà nó có chủ, là chúng ta bị phạm vào cái tà nghiệp hết á. Rồi tà hạnh, rồi hại người, rồi thực hiện các ác pháp, làm những việc ác pháp, làm việc xa quấy, vân vân vân, cái này dễ hiểu ha, hại người hại mình, thì lúc đó chúng ta bị rơi vào trong tà nghiệp. Đó là chi phần đối nghịch của chánh nghiệp, tức là chính là tà nghiệp. Rồi chi pháp của tâm sở chánh nghiệp là nó có tâm sở rõ ràng ha, tâm sở chánh nghiệp. Rồi tà nghiệp là do tham sân si điều xử, là do tham sân si điều xử ha, chứ không phải là do có chỉ pháp rõ ràng, do tham sân si. Rồi đó là chánh nghiệp. Rồi tới giờ mình đi tiếp thêm số 5 là chánh mạng, cho xong phần giới phần ha. Chánh mạng sammacchivo là sự nuôi mạng chân chánh, tránh xa tà mạng. Là khi mình nuôi mạng chân chánh, mình tránh xa tà mạng. Thì trong kinh dạy mình có 5 cái nghề nuôi mạng chân chánh. Rồi, 5 cái nghề đó tức là không. Thứ nhất là không. Không gì? Không buôn bán vũ khí. Sách thá quá nít trà, tức là không buôn bán vũ khí. Bởi vì bán vũ khí này là đưa đến sự tai hại, sự giết chóc. Rất là nguy hại ha. Mình bán cái này là mình bán làm nghề không chân chánh. Thì quý vị mới giờ thấy cái tin bên Mỹ là một thằng bé 18 tuổi nó đi mua súng, ngày sinh nhật nó mua 2 khẩu súng, xong nó vô trường tiểu học em bé nó bắn chết 19 em bé, 2 cô giáo nữa. Rồi khủng khiếp cái chuyện này, chấn động bên Mỹ luôn ha. Nó là dụng do cái người, những người ta buôn bán vũ khí.
nó đem đến cái sự đau khổ cho những người khác. Thì như vậy chúng ta không nên sống nghề buôn bán vũ khí và buôn bán người. Sách tá quá nít cha là không nên buôn bán người, bán làm nô lệ, bán cho qua bên Đài Loan để làm vợ bé, vân vân, không có làm những nghề đó. Buôn bán thịt măng xá quá nít cha, bán thịt, bán thịt thú, bán thú, bán những thú sống này kia đó là không có được bán cái đó. Rồi buôn bán chất sai, matcha quá nít cha là buôn bán chất sai như rượu, thuốc lá hay là bia hay là những cái thứ mà nó đem đến cái sự say xỉn đó, thì mình không nên buôn bán những cái đó, tà mạng không làm được đó. Rồi buôn bán thuốc độc, Wisawanicha là buôn bán những thuốc mà giết người ha, đem đến hại người, hại chúng sanh, những thuốc độc mà đem đến sự mà tàn hại chúng sanh thì chúng ta cũng né luôn, không nên làm những việc đó. Rồi đó là năm cái nghề mà để mình chúng ta có được cái luôn. Rồi xuống dòng là trong tâm siêu thế. Chánh mạng nên hiểu là sự trong sạch tuyệt đối, tức là trong cái tâm siêu thế nó không còn cái ý nghĩa là nuôi mạng chân chánh nữa, ha. Lên vượt tới một cái mức độ cao hơn là nó trở thành là một cái sự trong sạch tuyệt đối, có niết bàn làm cảnh, tức là lấy lúc này là trong tâm siêu thế là lấy niết bàn, đối tượng của tâm siêu thế là niết bàn. Thì như vậy cái sự chánh mạng là cái trạng thái mà làm cho trong sạch, cái sự trong sạch tuyệt đối của tâm. Lấy đối tượng là niết bàn, chứ nó không còn là ý nghĩa kia nữa ha. Trong tâm như thế thì chỉ nắm bắt cảnh trong đời, nên không có tâm sở chánh mạng đồng sanh. Trong thiền như thế đó, trong tâm thiền như thế chỉ nắm bắt cảnh trong đời, nên không có tâm sở chánh mạng đồng sanh, cả chánh ngữ và chánh nghiệp. Khi mà một người đắc thiền trong thiền thế, thì thiền thế tức là thiền sắc giới, bộ sắc giới đó quý vị. Người mà chỉ đang tu tập mà chứng đắc được cái thiền đó, thì lúc này người ta đang trong cái trạng thái là đắc thiền, là đang an trú tâm một đối tượng bắt cảnh trong cái hiệp thế. Thì lúc này không phải không có những cái đối tượng mà để mà làm cho tâm sở chánh mạng sanh khởi, hoặc là chánh ngữ sanh khởi, hoặc chánh nghiệp sanh khởi. Cho nên lúc mà trong tâm thiền như thế thì nó chỉ có những cái loại tâm thuộc về thiền, liên hệ với thiền thôi, chứ nó không có phần. Mặc dù không có giới thì không thể đắc thiền, nhưng mà khi đắc thiền thì trong lúc đó, ngay trong lúc đó thì không có giới, không có những giới phần sanh khởi, chứ không phải không có giới nha quý vị. Không biết nắm được này không ha? Trong tâm thiền hiệp thế, tức là những người mà đắc thiền á, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không nguyên xứ, thức nguyên xứ, bổ sủ xứ, vi tưởng nguyên xứ, thì những người đang đắc thiền, chứng đắc những cái tầng thiền đó, thì trong lúc đó cái tâm họ không có những cái tâm sở giới phần trong sanh, trong đó đồng sanh, đó là vậy thôi. Nhưng mà muốn đắc được những cái thiền này phải có giới phần, phải có sự tu tập và giới, giới phải trong sạch thì mới có thể chứng đắc được những cái tầng thiền này. Còn giới lũng, giới rắc, giới từ lưa thì khó mà không thể đắc được cái những cái đường thiền ha. Cho nên đó là như vậy ha. Rồi mời chánh tâm. Dạ kính thưa thầy, nãy con mới thầy cái nhắc này con cũng không có hiểu một tí xíu này, thầy có thể dạy cho con. Thì thầy nói là trong tâm siêu thế chánh mạng nên hiểu là sự trong sạch tuyệt đối. Vậy nếu mà cái người mà ok trong giới phần đó thì nó có chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Cái trong sạch tuyệt đối vậy nó không phải đi cùng lúc với chánh ngữ với chánh nghiệp luôn cùng một lúc trong tâm siêu thế hay sao thầy? Mà giờ cho nó đi cùng một lúc, nhưng mà mình lấy cái chánh mạng làm cái đầu. Là giống như là cái nếu mà giống như cái năm loại mà trong mình vậy, tự nhiên là năm nghề nuôi mạng chân chánh là buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán chất xây, buôn bán thuốc độc,
hay là như vậy đi. Mà nếu mà những người, nếu như con thí dụ đi, cái người mà mở cái liquor store, mở buôn bán về cái rượu, bán rượu bia đi, nhưng mà những cái chánh ngữ chánh nghiệp đó thì họ làm ok, nhưng mà họ mở cái tiệm bia thì là một trong đó là đã bị đứt trong cái giới phận, trong cái sự cái chánh mạng. Nhưng mà mấy cái kia thì họ giữ tốt. Nhưng mà nói đi tóm tắt lại, con muốn thầy giải thích cho con đó là chỉ trong cái tâm siêu thế, cái điểm chính yếu là cái chánh mạng là phải trong sạch tuyệt đối, còn chánh ngữ chánh nghiệp thì nó là đi sau cái đó, phải không thầy? Dạ con xin hết, con xin thầy chắc ơi dùm cho con. Rồi, thử sợ. Trong tâm siêu thế, tại vì lúc này mình đang học cái tâm sở chánh mạng không, thì hôm nay là muốn nhấn mạnh cho mình biết chánh mạng. Và trong đây không có nghĩa là năm nghề buôn bán này ở trong tâm siêu thế. Mà trong tâm siêu thế là cái chánh mạng nó làm một cái phận sự là nó làm trong sạch tuyệt đối cho cái tâm. Tức là lúc này là nó có một cái công năng đó là trong sạch. Cũng giống như chánh ngữ, chánh nghiệp vậy thôi. Ba cái này là đồng sanh trong tâm siêu thế. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là làm trong sạch, là vô trong nhiệm vụ đó là trong sạch hóa, tâm được trong sạch, xóa sạch, làm những cái kiết sử phiền não. Thì lúc đó chánh ngữ, chánh nghiệp, mạng là nó hỗ trợ làm cho trong sạch, đạt đến mức độ tuyệt đối luôn ha. Thì có Niết Bàn làm cảnh, chứ không phải là chánh mạng trước, hai kia sau. Không phải vậy ha. Tám bát chánh đạo là đồng sanh trong tâm đạo, mà tám cái đó có mặt cùng lúc luôn ha. Thì khi lên tới tâm siêu thế thì tất cả những cái trạng thái nó trở nên khác, nó không như trong cái hiện thế mình nữa ha. Đối lên đó là bắt đối tượng là Niết Bàn rồi, nó khác xa lắm ha, không phải là như vậy. Rồi bây giờ đối nghịch là tà mạng, Miccha chi vô. Miccha chi vô, tà mạng là nuôi mạng bất chánh. Tà mạng Miccha chi vô, thì một người nào sống bằng năm cái nghề trên là coi như nuôi mạng bất chánh nào. Bán vũ khí, bán thịt người, bán thịt sống, bán thú, bán này kia, bán rượu độc kia, bán thuốc độc. Vì vậy những người này là sống bằng nghề tà mạng, nuôi mạng bất chánh. Cho nên chúng ta là người Phật tử, mình biết pháp thì mình nên tránh những cái nghiệp này ha. Bởi vì tạo những cái này là tạo những cái ác nghiệp, cũng rất là nguy hiểm trong cái đời sống trong vòng luân hồi của mình ha. Nếu mình không kéo, mình dính vô những cái nghề này thì nên từ bỏ liền ha. Nhất là ví dụ như bán thịt thú, thú sống, rồi cá, rồi chim, những cái bán về cho người ta làm thịt ăn thì không nên làm những gì đó ha. Làm cho cái nghiệp của mình bị ô nhiễm rất là nặng nề, cho nên bỏ những nghề đó. Và nuôi mạng là phải chân chánh và ít tiền, sao sống chật vật hơn chút, nhưng mà tâm mình được an vui hạnh phúc, còn hơn là mình bán ba cái thứ tùm lum tà la, dù nó có tiền, mau kiếm tiền, mau giàu, nhưng mà cái tâm mình khó mà an tịnh được ha. Tâm mình là sống trong cái ác pháp, thì như vậy tà mạng là phải từ bỏ, nuôi mạng bất chánh là phải từ bỏ. Rồi, chi pháp là tâm sở chánh mạng. Nó có chi pháp ha. Chánh ngữ nhân chánh mạng. Thì vậy tâm sở chánh mạng là nó có chi pháp trong giới phần ha. Rồi tà mạng thì không có. Nào mà không có chi pháp chính. Rồi do tham sân si điều xử. Qua thành khỏi. Nó do tham sân si hết. Đó là những cái pháp này nó đều do tham sân si nó điều hành, điều xử ha. Bởi vì do tham, do sân, do si mình mới làm những cái diện bậy tà bạ. Rồi, vậy là hôm nay mình học tới xong phần giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trong đó có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng là 3 thành 6 ha. Rồi, hôm nay do phước báo, hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nha các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Ca Dạ. Rồi, trả mic về cho MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Ca Dạ. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Chúng con kính chúc thầy luôn được an vui, cùng kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp. Un ta mang ge na wan de hung pa da pan sun va run ta mang
Un te yo kali to do so, un to kama tu tăng mạ măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vì chừng dì chân Đức Phật, lời đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na quanh đê hăng, thăm mân cho đùi thân quá răng, thăm mê vô kali tu đô su, thăm mô kha mạ tu tăng mạ măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na quanh đê hăng, sang khăn cho đùi thốt ta măng, sang khê vô ca li tu đô su, sang khô ca ma tu tăng mạ măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Chí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để trồng được đầy đủ phước báo. Con kính dâng biết đến Ngài. Sô an tha lạc thô sô kỳ tô vô rô nô hô vô tha sa sa nê a rô vô sô kỳ tô hô hi sa sa bê nha chi kỳ sa an tha lạc tham. Sô kỳ tà vô rô nô hà vô tha sa sa nê a rô ga sô kỳ tà hô hi sa sa bê nha chi kỳ tê a tha lạc tha. Sô kỳ tà vô rô nô hà vô tha sa sa nê a rô ga sô kỳ tà hô tha sa sa bê. Thì nhà tiết tiên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong nhà quen cả thầy. Sự thị giả chân là ca tham. Xin thăm anh tôi xin thăm anh tôi xin thăm anh tôi y đâm phá lăng e ta smin ratana ta yasmin sam basa dana che ta xôn. Cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, của mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thứ, sa thứ, sa thứ. Chúng con kính tri ân Ngài đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính chúc Ngài luôn được an vui. Con xin hồi hướng, kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tĩnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biển thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ấn náo phương hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận kẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông tường, nõn tay thắp hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh đường bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hóa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kiềm thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con, tiếng hoa trong pháp Phật rồi giao truyền. Y đằng nô nhà ti năng hồ tứ sư ký ta hồn tứ nhà tác vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyền thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quá tà mê phù nhân ác xà quá cát gia quá hồng hồ tứ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nô phù nhân và nát sát bát cho dồ hồ tứ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Nam mô Buddhaya. Buổi học đã kết thúc. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức. Chúng con kính chúc phúc chư tôn đức thân. Kính tri ân Ngài Trí Đức.
cô tu nữ như pháp, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, con kính